Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những tin tức đáng chú ý sau đây. Trực tiếp họp báo sau trận đấu đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Thái Lan. Huấn luyện viên Park Hang-seo, tuyển Việt Nam đã làm hết sức rồi. Ông Park thừa nhận thất bại nhưng khẳng định Việt Nam đã làm mọi thứ có thể sau trận hòa không đều. Thua Trung Quốc 0-2 trước Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2022. Chúng tôi đã thua và giờ không biết nói gì nữa. Câu chuyện tương lai thì giờ tôi chưa nghĩ tới. Với tư cách huấn luyện viên trưởng, tôi cũng không biết nói gì vào lúc này. Kết quả là chúng ta thất bại, Việt Nam không vào được chung kết. Thua thì tiếc, nhưng đây cũng là những con người tốt nhất của chúng ta. Tôi thừa nhận thất bại vì chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Ông Park có những chia sẻ đầu tiên sau thất bại của Việt Nam trước Thái Lan. Trận này, Tuấn Anh được tung vào sân phút 69 nhưng thay ra ngay phút 82. Giải thích quyết định đó, ông Park nói, quyết định thay Tuấn Anh bởi chúng tôi thay đổi sơ đồ, đưa Thành Trung lên đá tiền đạo, không có cách nào khác mới phải làm vậy. Hai hậu vệ bên kia, Văn Xuân Xuân Mạnh thiên hướng tấn công nên tôi tung vào sân. Hòa không đều lượt về, Việt Nam thua Thái Lan Trung Quốc 0-2 ở bán kết AFF Cup 2020. Đội bóng của ông Park chính thức dừng bước, Thái Lan thì vào chung kết. Không còn là nhà vô địch. Điều tiếp theo với Việt Nam là gì và có thay đổi gì? Chuyện của tương lai tôi chưa nghĩ ra, có lẽ tôi cần thêm thời gian. Là huấn luyện viên trưởng ở AFF Cup, nói thật tôi không biết phải nói gì cả. Lý do Việt Nam không thể ghi bàn trong hai trận bán kết với Thái Lan. Người thua trận thì còn gì để nói nữa đâu, có lẽ tôi không biết nói gì. Giải thích về phương án thay người khó hiểu ở hiệp 2, sao đưa Tuấn Anh vào rồi lại rút ra. Chỗ Tuấn Anh do chúng tôi thay đổi sơ đồ, muốn đưa Thành Trung lên đá tiền đạo, không có cách nào khác phải đưa Tuấn Anh ra. Còn việc Văn Xuân Xuân Mạnh vào sân để phòng ngự là không đúng, hai cầu thủ này vào sân để hướng đến tấn công. Rút ra điều gì sau thất bại tại AFF Cup 2021? Kết quả này là thất bại, không vào chung kết được, về đội hình và con người, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Thua là tiếc nuối, chúng tôi thừa nhận thất bại, nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức rồi. Từ Việt Nam thành cựu vương AFF Cup. Tối 26 tháng 12, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hòa Thái Lan không đều, qua đó dừng chân ở bán kết AFF Cup 2020 với tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận. Đúng với tuyên bố của Quang Hải sau trận lượt đi, Việt Nam đã chơi với 100% sự quyết tâm. Những sự điều chỉnh về nhân sự của huấn luyện viên Park Hang-seo giúp đoàn quân áo trắng sớm áp đặt thế trận lên đối thủ. Hoàng Đức chơi năng nổ ở giữa sân, trong khi hai cánh Hồng Duy Tấn Tài dâng cao khá hiệu quả hỗ trợ tấn công. Ở phía trên, Tiến Linh Đức Trinh chơi tốt khi liên tục thắng thế trước trung vệ đội bạn. Trong lần tái ngộ Thiraton, Quang Hải chứng minh tài năng bằng hàng loạt tình huống qua mặt hậu vệ trái từng chơi ở J-League. Ngay phút thứ tư, cơ hội đến với Việt Nam. Sau tình huống leo biên của Tấn Tài, Quang Hải dứt điểm một chạm nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Chát Trai chọn sẵn. Những đường chọc khe của Hoàng Đức mang đến đột biến. Cơ hội ngon ăn nhất cho Việt Nam đến ở phút 43. Cú đánh đầu của Tấn Tài khiến hàng thủ Thái Lan bất lực. Bóng chỉ đi chạch khung thành trong gang tấc. Ít phút sau, khoảng trống đến với Quang Hải. Pha dứt điểm của số 19 không trúng đích. Lối tấn công đa dạng ở hai biên và trung lộ của Việt Nam khiến Thái Lan có phần lúng túng. Đoàn quân huấn luyện viên Poking dùng mọi cách giảm nhịp độ trận đấu, bao gồm cả những tình huống cầu thủ nằm sân. Chanathip đang đa, thậm chí mất hút trong hiệp 1 do voi chiến mất kiểm soát ở khu vực giữa sân. Thái Lan phải chờ đến phút 45-6 mới có cơ hội đầu tiên. Cú sút của Thiraton đưa bóng đi căng nhưng chưa đủ khó để hạ được Nguyên Mạnh. Sang hiệp 2, thầy Park chơi tất tay bằng việc tung lần lượt Công Phượng, Văn Toàn vào sân. Tuy nhiên, bộ đôi thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai không thể tạo ra khác biệt. Việt Nam chỉ có thể gây sức ép từ những tình huống cố định được thực hiện bởi Quang Hải. Phút 59, ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội thử tài Siwarok bằng cú đá phạt kỹ thuật. Một phút sau, Văn Đức tận dụng tình huống lộn xộn tung hai cú sút liên tiếp. Tuy nhiên, người chiến thắng là thủ môn của voi chiến. Thời gian càng trôi qua, Việt Nam càng cho thấy sự nôn nóng. Trong khoảng 30 phút cuối trận, những chiến binh sao vàng liên tục truyền dài. Phương án này không mang lại hiệu quả khi huấn luyện viên Park Hang-seo gia cố hàng thủ bằng Elias Tola, trung vệ có chiều cao 1m96. Thái Lan cầm bóng tốt ở giữa sân, làm chủ không gian trước khung thành của Siwarok. Việt Nam có thêm vài lần dứt điểm, nhưng đều là những cú sút xa, không nguy hiểm. Không đều tỷ số cuối cùng của trận bán kết lượt về. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử dự AFF Cup Việt Nam để thua 0-2 ở bán kết lượt đi, chấp nhận hòa không đều lượt về 2007, 2010, 2011. Trong khi đó, Thái Lan giành vé và chơi chung kết với Indo và có cơ hội gia tăng kỷ lục vô địch Đông Nam Á lên con số 6. Từ Việt Nam chơi trận cầu không hối hận, đội trưởng Ngọc Hải nói lời xin lỗi.
Việt Nam chia tay AFF Cup bằng một trận đấu đầy cảm xúc. Chúng ta không bảo vệ được ngôi vương khi không thể lội được ngược dòng thành công trước người Thái ở trận bán kết lượt về vào tối nay. Tự hào có, tiếc nuối thì nhiều hơn. Dường như khán giả Việt Nam vừa được thưởng thức bộ phim hay mà sau bộ phim với thời lượng 90 phút khép lại, khán giả mãi không thoát ra được cái cảm giác nghẹn ngào, rồi cảm phục, rồi tiếc nuối vô cùng. Cầu thủ của chúng ta tận hiến từ bóng đá không hối hận, một từ bóng đá mà từng cá nhân, từng vị trí chơi bằng tất cả năng lượng, trí tuệ, sức mạnh thể chất, sức mạnh tinh thần, trí thông minh, sự khôn ngoan của mình. Từng đường truyền, từng pha phối hợp gai cấn như những thước phim hành động, mà trận tấn công được đẩy lên như thác cuốn. Ngồi xem trước màn hình TV, khán giả quê nhà, có lẽ là tim như rung lên từng nhịp. Chúng ta kiểm soát bóng tốt, quá đúng ý đồ và không cho đối phương có cơ hội giữ bóng. Nếu mà bán kết lượt đi, chúng ta vội vã bao nhiêu, hôm nay chúng ta điềm tĩnh bấy nhiêu, tốc độ vẫn nhanh nhưng không cuống, từng nhịp trận đấu được điều khiển bởi những cái đầu lạnh. Nếu như ở bán kết lượt đi, chúng ta bị chia cắt ngay từ trung tuyến, hôm nay chúng ta chia cắt hoàn toàn đường dây giao liên của người Thái. Nếu như ở bán kết lượt đi, chúng ta mắc sai số quá nhiều, tấn công đơn điệu và bị bắt bài. Trận đấu hôm nay, chúng ta xẻ nách đối phương, dâng bóng từ biên đột phá trung lộ. Người Thái bị ngộp thở, ngòi nổ nguy hiểm, vũ khí nguy hiểm mang tên Chanathip dường như không đá trận hôm nay. Hoàng Đức, Tiến Dũng, Hồng Duy, Thành Trung, Văn Đức lần lượt bám sát theo chặt phong tỏa tuyệt đối Chanathip. Không còn đường truyền sát thương, Thái Lan trở nên hiền hòa như chú mèo ngoan. Việt Nam, dĩ độc, trị độc, dùng chính lối đóng dài của người Thái, trị người Thái. Chúng ta thổn thức, ngưỡng mộ trên những đường truyền tinh tế của Hải Con, của Hoàng Đức, của Tấn Tài. Rồi thổn thức vì tiếc nuối khi Đức Trinh, Tấn Tài, Quang Hải, Tiến Linh dứt điểm chưa thành. Việt Nam không thể lội ngược dòng thành công, bởi lượt đi chúng ta thua 0-2 rồi. Cũng giống với chủ nhà Singapore chơi đầy quả cảm ở trận bán kết lượt về trước Indo, từ Việt Nam hiên ngang chia tay giải đấu bằng một trận cầu không hối hận. Dừng chân sớm, không bảo toàn được ngôi vương, các chàng trai của chúng ta nhận được lời cảm ơn bởi những gì họ đã phô diễn ngày hôm nay. Mọi sự nỗ lực đã bất thành, nhưng tinh thần chiến đấu thì không buông bỏ. Chúng ta càng thêm những bài học và càng thêm yêu các cầu thủ Việt Nam. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ, chúng tôi cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương tuyển quốc gia. Chúng tôi thi đấu hết mình nhưng may mắn không đến. Chúng tôi xin lỗi. Cảm ơn người hâm mộ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi. Việt Nam trải qua hành trình dài, cố gắng tốc độ. Giờ đây chúng tôi chia tay giải mà không bảo vệ được ngôi vương. Xin khán giả Việt Nam thông cảm cho anh em chúng tôi và luôn yêu chúng tôi như luôn từng. Và thưa quý vị, Việt Nam và Singapore nhận được tiền thưởng dành cho đội đồng hạng 3 AFF Cup là 50.000 đô một đội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng Đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh Bóng Đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!